Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi chiên hấp đối lưu Canpen X7 nha. Dung tích 7 lít nên chúng ta có thể chiên hấp nguyên con gà đều được ạ. Và lòng nồi thiết kế cho người cao tuổi dễ dàng sử dụng với việc chúng ta rút ra đẩy vào. Sản phẩm được thiết kế rất là trang nhã này, màu đen, sạch bếp này. Ở dưới chúng ta có một khay nước nha. Khay này chúng ta để hứng nước trong cái quá trình mình hấp hoặc là vệ sinh lò. Và ở trên đây là của chúng ta là khay nước này. Chúng ta mở này ra để cấp nước vào khi chúng ta dùng chế độ chiên chiên hấp hoặc là chiên hơi nước hoặc là hấp nha. Rồi ạ. Tiếp theo là nồi này được cài đặt sẵn với 9 chế độ hấp nướng tự động nên chúng ta có thể dễ dàng thao tác sử dụng này. Đây là nút nguồn này, chúng ta ấn vào đây. Đó, nó hiện lên nha. Hiện lên thì ở đây chúng ta có nút hầm này, nút nướng và combo hấp rồi nướng. Ví dụ như chúng ta sợ mà nướng gà nó bị khô thì chúng ta có thể dùng chức năng combo này. Hấp chín gà sau đó chúng ta nướng mà sẽ phù hợp cho từng cái nhu cầu sử dụng của mình nha. Sau khi chúng ta bật lên mà không sử dụng thì khoảng 30 giây là bảng điều khiển của chúng ta sẽ tự ngắt. Chúng ta ấn lại này và bây giờ chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta chọn hấp, nó sẽ hiện lên các cái chức năng này cho chúng ta: hấp rau củ này, hấp cá, luộc trứng, khoai tây, gà. Đó, đây là tất cả những món hấp nha. Và nếu mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta để nó sẽ tự động nó hủy lệnh của chúng ta đi. Còn nếu mà chúng ta muốn bắt đầu một cái chức năng, ví dụ như chúng ta hấp rau củ thì chúng ta ấn vào đây và chúng ta ấn nút nguồn này. À, cái này là, đây là không có nước nha. Đây là không có nước, mình chưa cho nước vào cái phần này cho nên là máy nó sẽ báo là phải cấp nước cho máy thì máy nó mới hoạt động. Và nó đã trở về màn hình off rồi. Chúng ta chuyển sang chế độ nướng đi. Đây, khi mà chuyển sang chế độ thì chúng ta đợi một lúc, hoặc nếu như chúng ta muốn thao tác luôn ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần đợi 30 giây thôi. Màn hình sẽ hiển thị lại cái nút nguồn bảng ban đầu. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng luôn thì chúng ta sẽ rút cái này ra, đẩy vào. Và bây giờ là màn hình đã hiển thị lên rồi, chúng ta sẽ thao tác lại nha. Mình bỏ qua chức năng hấp đi ạ, vì là mình không có nước ở sẵn đây thì chúng ta có thể sử dụng chức năng nướng này. Nướng này thì nó đã có sẵn những cái menu gợi ý rồi, chúng ta có thể lựa chọn ví dụ như hấp cái gì, à nướng cái gì. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn nướng khoai tây, chúng ta kích vào đây ạ. Được chưa ạ? Chúng ta không tăng giảm nhiệt độ gì nữa thì chúng ta kích vào đây. Thế là quá trình nướng khoai tây của chúng ta bắt đầu rồi ạ. Trong cái quá trình mình nướng ấy, mình có thể mở ra xem giữa chừng được ạ. Đó, và nếu như cảm thấy phù hợp rồi chúng ta có thể dừng quá trình nấu nướng ở đây, hoặc là nếu mà không thì chúng ta ấn vào để cho lò tiếp tục hoạt động theo cái chu trình cài đặt sẵn nha. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web sanhangre.net, sản phẩm bảo hành 2 năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.